À thì hôm nay chúng ta sẽ vào bếp cùng Chef. Jesse là Master Chef. Tại anh coi giàu tin. Ê, tí nữa mình chưng trong cái này hả? Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm bánh vàng. Flan, I mean. And ta có những quả trứng để làm bánh lan. Ta chọn 3 quả. Các bạn có thể thêm hoặc bớt số lượng trứng mà các bạn muốn để làm cái bánh lan hoàn chỉnh. Vâng, và chúng ta cũng cần một ít dầu để tráng vỡ mồm. Chúng ta sẽ lấy dầu để chúng ta quét một lớp thật là mỏng. Các bạn có thể dùng bơ thay thế cái thố này. Nếu mà không có bơ thì lấy dầu đó, để khi mà đổ bánh lên á thì khi mà lúc mà xổ bánh ra nó sẽ không bị dính. Cái bánh này rất là bự đây, có 3 trứng. Ta có thể cũng cần một cái lược này để lược lại, quay cho đẹp đẹp chút nha. Trứng ra thố này. Vâng, đây là công đoạn thứ nhất. Crack a mat. Vậy mà nãy quên, con nói làm bánh lăng mà quên coi con đi về con nhé, con mua thêm trứng. Vâng, ta đã đặt 3 trứng. Và chúng ta sẽ lấy một cái muỗng. Chúng ta đánh đều. Vâng, rất là sánh mịn. Chúng ta không cần đánh nổi bọt đâu, tại vì nếu mà đánh nổi bọt lên á, bánh nó rất là bọt. Chúng ta có thể làm thêm caramel. Bây giờ chúng ta làm caramel nha các bạn. Cái gì để làm caramel? Chúng ta sẽ phải chuẩn bị đường. Cái này luôn. Không. Hứng nước. Chúng ta sẽ cần một cái chảo trộn và hứng nước. Vâng, một lượng vừa đủ. Không biết chảy có rửa không con? Vâng. Đường. Các bạn đừng lộn với muối nha. Bỏ một ít đường vào đây. Thì các bạn thắng lên thì nó sẽ ra một cái màu rất là đẹp. Hai miếng được. Là sánh. Là caramel. Và các bạn bật bếp lên một lượng lửa vừa phải. Như thế này vừa đợi trong vòng khoảng vài phút. Mình có thể khuấy đều lên. Khuấy cho đều tan. Rồi, đường đã tan hết rồi, bây giờ chúng ta chờ nước nó co lại thôi. Rồi, tạm dừng đi. Ủa, nãy giờ anh đang thâu sợ. Không, không có sao. Có thấy cắm chế sữa không? Dạ có. Chế sữa tươi vô nha, một bịch nha. Rồi bỏ một muỗng sữa đặc ông thọ. Cà phê sữa đặc ông thọ. Rồi, thêm bỏ phô mai vào. Rồi, nếu mà để tăng thêm độ béo và mùi vị lạ thì chúng ta phải bỏ phô mai. À nếu rồi, trong khi chờ đợi tiếp tục, chúng ta sẽ lược trứng, lược cái hỗn hợp này qua một cái lớp lưới để cho nó đều và mịn hơn. Tan thơm khi lược cái lòng đỏ nó ra hết sao? Tan rồi mà. Tan rồi. Anh tan. Lựa qua để nó chắc lọc những gì tinh khiết nhất. Những gì tinh tú nhất. Nhớ cái giai đoạn này á, chúng ta lọc thật là từ từ.
chế thật là từ từ. Các bạn thấy đặt một cái muỗng ở trên này để chế xuống. Nếu như chúng ta chế quá nhanh, nó sẽ tạo bọt. À, các bạn có thể thấy cái lòng đỏ trứng đã được lọc ra và những phần còn lại thì rất là cool. Như vậy cái bánh lăng chúng ta sẽ sắn mịn và mềm mại. Và tuyệt vời. Chúng ta sẽ lựa lại một lần nữa. Rồi, cái này chúng ta đem đổ đi. Ê, cái đó lòng đỏ trứng con không? Màu trắng mà. Không nghe mà. Bây giờ là lượt lần thứ hai, các bạn thấy hỗn hợp của chúng ta rất là bóng bẩy. Rồi, cũng như vậy các bạn cũng chế từ từ nhé. Ê, giữ ra ngoài, quịch ra ngoài. Vâng. Chế từ từ nó ra ngoài quá nên cho chế nhanh luôn nhé. Như gì dòng tháng. Tại vì lần thứ hai cũng không có cả. Như một dòng thác Niagara chảy xuống. Thác Đa Tân La. Không còn cái gì nữa hết, nên chúng ta ngưng tại đây. Vâng, tạm dừng lượt tại đây. Một phút để quảng cáo, sữa bịch Vinamilk, nên dùng 200 ml mỗi ngày. Hey. Vâng, đường nó đang săn chắc lại, nó đang thắng lại, nó đang co rút lại, nó đang sủi bọt lên, nó đang bốc khói và lửa vẫn đang nghi ngút. Cảm tưởng thật là hùng vĩ, nó bất ngờ. Người xem sẽ cảm thấy bụng đói cồn cào như trút nước. Giống văn nghị luận lớp 12 quá nhỉ. Những một bong bóng nổi lên thể hiện sự cháy bùng mãnh liệt của nước đường. Và một chút xíu nữa thì tất cả sẽ biến đổi. Chúng ta thấy nó nâu nâu rồi đó nha các bạn. Vâng. Trong đây chúng ta cũng có thể thấy để tăng thêm cái tính ngon miệng và hương vị cho caramel thì cái độ đạo đức và đáng tin cậy gì đó đó. Cái gì vậy? Sao giống một câu hỏi cái chuyện vậy? Để cho nó mau chín chứ không có gì hết. Để cho nó mau săn lại. Vâng. Nhiều nước quá thì nó sẽ không có sẽ làm cho tỷ lệ của nó cân bằng đậm đặc hơn, chắc nó mau săn hơn. Rồi tiếp đi. Caramel bây giờ bắt đầu có mùi thơm rồi. Và bắt đầu nó sánh lại rồi. Nè các bạn thấy á, bây giờ cái đường của chúng ta nó đã chuyển sang màu nâu. Cái màu nâu như vậy là thích hợp rồi nhá. Mình chuẩn bị đếm từ 1 tới 10 và tắt bếp. 1. Wow, các bạn thấy nó chuyển sang màu nâu bằng là bạn bị bất ngờ. 4. Bọn nó nổi lên bằng một màu rồi camera nó là sắm lại. Vâng, các bạn thấy dùng muỗng góc cũng được luôn. 7. Nó ngon đó, tuyệt vời, rất là thơm, phức. 9. Cũng không thể tin tưởng nổi. 10. Không thể tin nổi. Bạn ta đắp bếp. Bọn phản ứng hợp. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi. 9 được cũng không thể tin nổi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy... Vâng, các bạn thấy. Cái hỗn, cái dung dịch này rất là nóng nha. Cái mặt. Ow. Nó đã bắn lên tay rồi. Cái màu đó là trưng bằng cách thắng trong vòng vài chục phút thì trong vòng 7 phút các bạn phải đổ nó lên trước cái lớp trứng để làm thành một cái lớp caramel đặc trưng của bánh lăng. Chúng ta phải tráng đều caramel ra nha các bạn. Vâng. Phủ một lớp. Thơm quá. Các bạn có thấy thấy nó rất là thơm. Nó nhầm lắm. Thơm. Vâng. Rất là đặc. Và một cái màu như là màu hổ phách vậy đó, như là vàng ngọc bắp gì rất là trong và kéo sợi. Vâng. Thật là hấp dịu. Rồi. Xong. Quá đói ảo diệu. Giai đoạn này là giai đoạn kéo sợi nè. Vâng.
Các bạn chuyển nghe thành kéo kéo đi đừng làm bánh vàng. Kéo kéo. Chuyển lại nha. Chuyển phẩm lưỡi á. Chờ cho lớp này nguội. Chúng ta mới đổ trứng vô chứ không nó chín, nó chín trứng. À, vậy sau khi chờ caramel nguội thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bỏ vào cái bình để hấp cấp thủy. Bạn thấy nước. Rồi các bạn phải bỏ từ. Cái hỗn hợp trứng và sữa vào để cho nữa. Wow, mà người. Khi mà bỏ là chúng ta sẽ để cái giá này sát vô cái thành. Để cho nó hoa người. Để cho nó không bị bọt. Nó không có thấm xuống lớp caramel làm hỏng lớp đó. Caramel bây giờ nó cứng ngắt rồi thấm rồi. Đó. Vâng. Nhìn caramel. Tôi liên tưởng tới màu gì vàng vàng. Phải chế từ từ vậy hả? Cho nó đừng bị bọt mà. Oh, yeah. Look at this. Các bạn hãy thật là chậm rãi và kiên nhẫn. Không được vội vàng. Các bạn có thể hút cái hỗn hợp này luôn nếu các bạn thích. Và ăn luôn cả caramel nha. Khỏi làm bánh lan nữa. Cái màu caramel thật là ảo diệu. Nhìn bên ngoài mới thấy được vẻ đẹp của nó. Đây là một thứ quà của Chúa Trời. Oh my God, à không, crazy. Đây là món quà từ nước Pháp. Nếu mà bỏ thì giọng mình này. Em đang làm hiệu ứng 3D em. Vâng, tôi sẽ xả cả này qua một lá ép lên và làm như vậy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thì cái món của chúng ta sẽ rất là hoàn thiện và ngon miệng. Với một cái lượng lửa vừa đủ như thế này. Phần lửa rất là đẹp và cái bánh cũng rất là đẹp. Các bạn thấy như là mặt trắng vậy. Trời ơi, quá ngon quá. Và bề mặt rất là trơn, phản chỉ có một tí bọt thôi. Hấp dẫn không thì thôi chứ. I'll be back in an hour. Và đây là thành phẩm. Wow, look at that! Amazing! Beautiful! Flan cake. Unbelievable! You can see there are many corners and very great. Oh, there are some. Sau khi mà mình hấp cấp thủy sau khi hấp cấp thủy bao nhiêu 25 phút thì chúng ta có được sản phẩm như vậy đổ ra. Tuy nó hơi bị hột hột nhưng mà ở trong rất là mịn, cần đổ đá và các bạn hãy đổ đá vô và ăn nó rất là ngon. Còn sô cô la trắng ở đâu bán? Chắc là siêu thị. Đó, đập đá nhuyễn ra, càng nhuyễn càng ngon. Đó. Vâng, đây là thành phẩm. Đi quýnh bằng bằng chạy. Một. Và đây là thành phẩm chế cà phê. Đừng có, đừng có. Buồn. Cái gì vậy? Cái này nó rất là ngọt rồi.